No. Hello. And that's my mom. This class. The art. This class. Yeah. It's like plastic glass. Why is there so many plastic glass here? See, we just talk about a whole history. Guys, why is there so many glass here? Find out. Come over here if you want to. Mm-hmm. See? The house of the people who work. What is that? See where? The history. Mm-hmm. See? That's the old building. See? The kitchen, the window. I showed them the sparrow. Oh, sparrow. The sparrow. Yeah. Container exploding. By the way, if you know who are glasses I'm wearing, I'm wearing right now. They are double potion. What did that say? Mm-hmm. The bus? Wells Fargo. Wells Fargo. Motorcycle. Ticket to get in or? No, it's closed right now, so it's 5:15, but when it's open, you just got standing line. Okay, thank you. No drinks! Yeah, 9:05 thôi, mở cửa. Bây giờ 6 giờ rồi. Bữa nào mình sớm, mình vô con cái kia. Really? Cứ lại, I'm recording. I want to
recording. I want to see in the background. No. I'm recording it. You don't worry about the background. They're taking a picture of the building, the first house amendment. Guys, look at that building. Okay. Wow, beautiful building. No. Bao nằm ở trong building này. See that? That's the house. See right there. Đó. Mess up the video. Say stand here, Baba. Chụp tấm hình lên cái building đó. Dạ, đã. Đó thấy mấy bạn. Đây tiếp rồi. Yeah, into those people. Where this place is, Kelly? I don't know why it's so bright. Right? Mình vô chậm mới thấy rõ đây. See, into the people, Kelly, bảy ống kính của bạn. See, that's the bell. See? Through the window. Amendment, see? Back to the car. Thì đi vòng về. On the floor. Why do I even have that? Okay. It already pinched my arm. See the chôn kìa. Đó, đứng ở đây cũng thấy nè. Đó. Đứng đây đi, chụp với mẹ tắm cái chôn hay là. I don't see any.
Đó, chung à, đứng đây chụp cái mẹ tắm nào cái này. See you soon. See the bell inside. Yeah. Security mà đó, thấy nhiều người ta đi coi ha. Bữa nay ấm mà có đóng người luôn nè. Muốn qua bên đó không? Muốn qua bên đó chơi không? Ừ. Hồi nãy ông nói ông mày khiếp đúng rồi. Những dạy đó à. Đó không có cho quà đó, sẽ kêu nè. Chỉ có ngày giờ mở cửa nó mới cho tham quan thôi. Nó 9 giờ 5 giờ mà. Want some sundae? The ice cream truck over there. Yeah, the ice cream truck. I don't know. Đó, chuông chuông à. Six o'clock. It's ring. Xíu bữa nào ngồi xe bus 2 tuần đi dạo Phi Lan. Đó 17 đồng nữa ghi. 6 giờ cho đến 6 giờ chiều. Đến 8 giờ 17 đồng. Nói đất ai biết. Đó này. Mình đi vòng nó đâu có cường. Ông lấy cái information. Nè, cái này information. Take a break. Okay, we keep going. Đây này. 6 giờ rồi chị nhà còn đi ngủ. Giờ ăn ba gì? Okay, keep going. Về về. Cái gì? Oh, bird. Đi về nhà ít. Đâu có ai làm. No one in there. That's your chops? Oh. Huh? $40, trẻ em 25 đồng, chạy tiếng gửi 6 rưỡi, chuyến đầu tiên. Rồi chuyến sau thì 8 giờ. Chuyến đầu tiên 6 rưỡi. Yeah, I saw that. Thank you. Đó, trong khi liền hỏi trên đỉnh
đó quán bar đóng người rồi đấy hả? Nó đi đi vòng đó, có bản đồ mà. Sắp tới thân kìa. Đường được số mấy? Sắp tới xe rồi. Có ra nhiều người với Independent Beer Garden nè. Nó này người lớn uống alcohol mà. You baby. No alcohol. I want to stand. Để lên bên sân vườn nghe nè. Oh, next time. Họ thấy đông đúc vui không? Sí. Tại đây là cái khu điểm Independent Mall nè. Nó đông không? Đông người vui không? Ngoại đợi giờ ăn. Ăn cái chỉnh nó lợp cái gì hay thôi chứ có cơm đâu ạ. Em ở nhà em. Ăn cay em hả? Xe truck nó như đúng không? Ai bán? Ừ. Đó, thấy đó, vợ nó bán không? Đó, mọi người cũng còn đang xếp hàng nè. Thế mọi người còn đang xếp hàng đâu có thấy bán cái gì. Ok, can you say something at the end of the video? Đó thì end rồi mình mới chạy xe về nhà ít nữa sẽ sắm tiền before the video end. Không xe gì? Cái này channel của mình mà. Hả? Đó. Chạy ra rồi.